Loạt xe Kia tăng giá bán tại Việt Nam, cao nhất 20 triệu đồng. Giải sản phẩm những mẫu xe H của Kia tại Việt Nam vừa được tăng giá bán niêm yết, mức tăng cao nhất đến 20 triệu đồng. Nhà phân phối dòng xe Kia tại Việt Nam vừa có đợt điều chỉnh giá bán một số dòng xe H của hãng gồm Kia K3, Kia Seltos, Kia Soulnet và Kia Carnival. Cụ thể, đối với Kia K3, phiên bản 1.6 Luxury có giá bán mới là 639 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so với trước. Bản 1.6 Premium tăng 5 triệu đồng, ở mức 669 triệu đồng. Hai phiên bản 1.6 Deluxe MT và 2.0 Premium vẫn giữ nguyên giá bán lần lượt là 559 triệu đồng và 689 triệu đồng. Như vậy, Kia điều chỉnh giá bán hai phiên bản giữa của mẫu sedan hạng C, trong khi giữ nguyên giá bản thấp nhất và cao nhất. Dù điều chỉnh giá, K3 vẫn là xe có giá hấp dẫn nhất phân khúc. Trong khi đó, Kia Seltos cũng có lần tăng giá thứ 5 kể từ khi ra mắt. So với lần điều chỉnh gần nhất, 3 trong số 4 phiên bản của dòng xe này sẽ có giá bán tăng thêm 5 triệu đồng, bao gồm phiên bản 1.4 Deluxe hiện có giá 639 triệu đồng, 1.4 Luxury có giá 699 triệu đồng và phiên bản 1.4 Premium có giá 749 triệu đồng. Riêng bản 1.6 Premium giữ mức giá cũ là 724 triệu đồng. Dù mới ra mắt, Kia Soulnet cũng có 2 lần thay đổi giá bán. Trong đợt mới nhất này, cả 3 phiên bản số tự động đều tăng giá thêm 10 triệu đồng. Riêng bản số sàn 1.5 Deluxe, MT giữ nguyên mức giá 499 triệu đồng kể từ khi ra mắt. Phiên bản 1.5 Deluxe MT giá 499 triệu đồng, 1.5 Deluxe giá 554 triệu đồng, 1.5 Luxury giá 594 triệu đồng, 1.5 Premium giá 624 triệu đồng. Đối với Kia Carnival, lần thay đổi giá này chỉ có phiên bản Signature 22D tăng thêm 20 triệu đồng. Sau khi tăng giá, phiên bản Carnival Signature 22D có giá 1,469 tỷ đồng. Đây là bản cao cấp nhất đối với dòng Carnival máy dầu. Các phiên bản còn lại giữ nguyên giá bán. Phiên bản Kia Carnival 35G Signature 07 ghế giá 1,839 tỷ đồng. Kia Carnival 22D Signature 07 ghế giá 1,469 tỷ đồng. Kia Carnival 22D Premium 07 ghế giá 1,389 tỷ đồng. Kia Carnival 22D Premium 08 ghế giá 1,319 tỷ đồng. Kia Carnival 22D Luxury 08 ghế giá 1,199 tỷ đồng. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.